Xin chào các bạn. Bằng cách kết hợp Visual Basic và PowerPoint, chúng ta có thể tạo được những hoạt động và trò chơi dạng kéo thả rất là đơn giản, giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian khi giảm được việc sử dụng các hiệu ứng hoặc là trigger phức tạp. Đây là trò chơi hái táo. Chúng ta có thể tự di chuyển những trái táo này theo vị trí mà chúng ta muốn, hoặc trong những hoạt động học tập kéo thả như thế này. Video này mình sẽ hướng dẫn cách tạo những slide PowerPoint có nội dung kéo thả như vậy. Bước đầu tiên là các bạn tải file mình để ở dưới phần bình luận nhé. Và chúng ta tiến hành giải nén cái file này. Và mình sẽ thấy một cái folder tên Drag and Drop. File đầu tiên chính là file macro. Và file thứ hai cho mình một số thông tin về tác giả của macro Drag and Drop này. Thiết kế Phạm Văn Tú, và đây có cả địa chỉ email và số điện thoại các bạn có thể liên hệ nếu muốn. Bước thứ hai, mình sẽ mở chương trình PowerPoint lên. Mình click chọn File, chọn Options. Chọn tiếp Customer Ribbon. Mình đi tìm đến cái thẻ Developer, sau đó mình click chọn để mở thẻ Developer lên, sau đó chọn OK. Trên thanh công cụ của PowerPoint mình đã thấy thẻ Developer. Click chọn Visual Basic. Click tiếp File, Import File. Mình sẽ đi tìm đến cái đường dẫn chứa cái file macro khi nãy. Mình click đôi chuột vào nó, hoặc là mình click và mình chọn Open. Click chọn Module 1. Và ở đây mình sẽ thấy tất cả các nội dung của cái file macro này. Dòng này trong macro cho phép mình cài đặt thời gian di chuyển của đối tượng đã được gắn macro. Ở đây cài đặt là 3 giây. Sau đó mình sẽ click chọn cái biểu tượng để mềm này để lưu cái file PowerPoint. Chọn đường dẫn cho nó nhé. Ở đây các bạn chọn cái dòng thứ 2, PowerPoint Enable Macro. Nó có đuôi là .pptn. Sau đó mình bấm Save để lưu lại thôi. Nhớ đặt tên cho nó nhé. Bây giờ mình đã có một cái file có đuôi là .pptm. Mình bắt đầu thiết kế những cái slide trong cái file PowerPoint. Để cho nhanh chóng thì các bạn cứ thu nhỏ cái màn hình PowerPoint này sang một bên. Và những cái folder chứa hình ảnh mà mình cần chèn vô cái slide đó mình cứ để sang một bên. Đây bên trái hay bên phải thì mình sẽ cảm thấy là rất là dễ dàng và nhanh chóng để các bạn copy những cái file này vô. Mình không cần phải chọn cái lệnh Insert Picture nữa. Mình cứ click chọn tất cả những hình ảnh mình cần thiết kế trong cái slide này. Và sau đó mình dùng chuột mình sẽ kéo nó sang thôi. Khi mình kéo thì nó sẽ sang một lượt luôn, và sau đó mình sẽ tiến hành thiết kế cái slide của mình. Ở trên cái cây này thì mình sẽ gắn một số trái táo lên đây.
Đầu tiên mình sẽ thao tác trên cái duy nhất trên trái táo này thôi. Mình click chọn nó. Mình đi đến thẻ Insert, chọn Action. Mình nhìn vào cái dấu chấm tròn thứ tư đó là Run Macro. Mình click chọn vào nó. Khi di chuyển cái đối tượng trái táo này thì nó sẽ tạo ra âm thanh, mình tùy thích mình muốn chọn âm thanh nào cũng được. Bây giờ mình trình chiếu thử nhé. Các bạn thấy là khi di chuyển thì trái táo vẫn chưa có di chuyển xa hơn được, do còn thiếu một bước. Các bạn không thể nào bỏ qua bước này nếu muốn macro nó chạy được. Đó là mình sẽ chọn một textbox để mình ghi, tùy ý mình ghi muốn ghi cái gì cũng được trong cái ô này. Mình đây mình ghi số 1, 2, 3, 4, 5 nhé. Sau đó mình nhìn vào cái thẻ home này và mình thấy cái chỗ select, mình cứ chọn nó và sau đó mình chọn selection pen. Từ cái ô textbox này này, mình sẽ click chọn nó và sau đó mình đổi tên thành timer. Mình click ra ngoài màn hình thôi. Sau đó mình di chuyển cái textbox này đi ra phía bên ngoài cái slide. Để khi mình trình chiếu nó sẽ không có hiển thị trên slide của mình. Rồi bây giờ các bạn có thể kéo cái táo đi đâu tùy thích trong vòng 3 giây nhé. Mình muốn trên cái cây này có bao nhiêu trái táo thì từ cái trái táo mà đã cài macro này rồi ấy, mình sẽ copy ra bấy nhiêu trái. Thì khi đó mình đối với những trái táo khác thì mình không cần cài macro nữa, bởi vì nó giống như nhau, tất cả đều đã được cài macro rồi và tất cả những trái táo đó đều có thể di chuyển được. Bây giờ trên slide của mình đã thêm được cái tên của trò chơi và một số câu hỏi ở đây. Bên góc trái là cái đồng hồ. Để khi học sinh trả lời câu hỏi thì sẽ giới hạn trong cái thời gian đó. Mình sẽ trình chiếu thử này. Đầu tiên mình sẽ click để cho câu hỏi hiển thị trên màn hình. Sau đó mình sẽ click vào cái giỏ này và lúc đó đồng hồ sẽ chạy trong vòng 10 giây. Sau khi kết thúc 10 giây rồi thì học sinh trả lời câu hỏi. Mình sẽ click vào cho đáp án để chọn để hiện ra. Khi học sinh trả lời đúng thì mình sẽ cho học sinh, cho cái đội đó một trái táo nè. Làm tương tự đối với những câu hỏi tiếp theo. Mình muốn đồng hồ chạy thì mình nhớ click vào cái giỏ này nhé. Bởi vì mình đã cài trigger cho cái giỏ và cái đồng hồ rồi. Tiếp tục mình sẽ hái táo dành cho những học sinh thuộc cái đội đó đã đưa ra câu trả lời đúng. Mình muốn di chuyển đến slide của đội 2 để đội 2 hái táo, mình cứ click chọn vào cái cây này nhé. Bên đội số 2 mình cũng thiết kế một số câu hỏi tương ứng với đội số 1. Câu hỏi hiện ra thì mình nếu mà học sinh trả lời đúng thì mình cũng hái táo cho đội 2 này.
cho đồng hồ chạy bằng cách là mình click vào cái giỏ này nha. Để so sánh táo của hai đội với nhau, mình cũng tiếp tục mình click chọn vào cái cây này để trở về slide của đội 1, để học sinh có thể đếm được số táo của đội 1. Click vào cái cây này để đến slide của đội 2, để học sinh đếm táo của đội 2 và so sánh cái số lượng táo và quyết định đội chiến thắng ha. Đối với dạng bài tập này thì học sinh sẽ kéo cái hình từng hình vào những cái ô trống đã cho và hình đó phải tương ứng với những từ vựng mà giáo viên đã đưa ra. Mình cũng làm tương tự khi nãy đó, là mình click chọn hình này, chọn thẻ Insert. Tiếp tục chọn Action và gắn macro cho nó bằng cách là chọn vào cái dấu chấm tròn thứ tư. Gắn âm thanh khi mình di chuyển đối tượng. Phần ở đằng sau này cho phép các bạn gắn những cái âm thanh khác, nhưng mà nó phải có đuôi là chấm WAV. Còn không thì mình có thể dùng những cái âm thanh có sẵn trong này được rồi. Còn một bước quan trọng nữa đó là mình tạo một cái text box. Mình ghi chữ gì tùy ý mình thôi. Nhìn vào thẻ Home, nhìn vào Select, chọn Selection Pane. Và mình sẽ đổi cái tên textbox này thành cái từ Timer. Như vậy thì mình đã chạy được macro cho những hình ảnh này rồi. Giả sử học sinh chọn sai hình để gắn vào cái ô tương ứng thì mình sẽ cũng có thể sửa lại bằng cách là mình di chuyển hình đó trở lại vị trí cũ. Mình nghĩ khi thiết kế hoạt động kéo thả bằng cách kết hợp macro và PowerPoint thì rất là tiết kiệm thời gian đấy. Hy vọng là các bạn sẽ thành công khi xem được cái video hướng dẫn này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé.